Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Và lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị các bạn đang xem video một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Và hôm nay em Lợi xin tiếp tục giới thiệu và chào bán đến toàn thể quý anh chị các bạn đang xem video một cái chiếc xe mà bên em Lợi vừa mới nhập về. Đó là chiếc Toyota Fortuner sản xuất năm 2017, số tự động, máy dầu, màu bạc. Đây là toàn bộ chiếc xe mà bên em Lợi vừa mới lấy về và cũng đã cho dọn vệ sinh, bảo dưỡng 4 má phanh, thay lọc dầu. Xe thì cam kết với quý anh chị đây là một chiếc xe đẹp, không có đâm xô biến dạng ô tô, vỏ kính và đèn, máy số là nguyên bản. Và toàn bộ xe thì bên em Lợi đã rút hồ sơ rồi, nên là quý anh chị về bất kỳ tỉnh nào trên toàn quốc để nhập hồ sơ và bấm biển mới rất chi là thuận tiện. Và đặc biệt là rút hồ sơ này thì không có tranh chấp kiện tụng và không có phạt nguội, nên là quý khách hàng cũng yên tâm. Đây là toàn bộ cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe Toyota Fortuner sản xuất năm 2017, số tự động, máy dầu. Với cái chiếc xe này thì bên em Lợi cũng có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý anh chị nè, nào mà có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 6-70% giá trị của xe. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Quý khách hàng xem video nhớ ấn nút đăng ký kênh chuông màu đỏ thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em Lợi về theo năm tháng. Và cảm ơn anh chị em đã đồng hành và kính chúc toàn thể quý anh chị một ngày làm việc tràn đầy sức khỏe. Và các anh chị em nào mà đang có nhu cầu mua xe sớm tìm được cho mình những chiếc xe ưng ý và hài lòng nhất. Đây là toàn bộ cái phần liên sườn bên lái của chiếc xe, khá là đẹp, xe thì lốp láp cực kỳ dày. Và toàn bộ xe thì khe hở cánh cửa cốp trước cốp sau đều màu nhau. Toàn bộ xe thì đồng vỏ sơn rất là đẹp và chất xe thì quý anh chị yên tâm. Đấy. Toàn bộ xe em quay mộc luôn cho quý anh chị đây. Tất cả những gì mà khi quý khách hàng mà đến với bên em Lợi thì yên tâm về chất lượng xe, không có đâm đụng tai nạn ngập nước, máy số là nguyên zin. Và anh chị em nào mà có nhu cầu bán xe lên đời nhớ liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 948 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Toàn bộ cái phần đầu của chiếc xe này từ hai bên đèn pha rất là đều, và các cái phần gầm của chiếc xe đây. Đấy, bướng gầm phía trước này rất là mới và đẹp. Đấy, chất xe cực kỳ xịn sò. Đấy, chiếc xe Fortuner mà sau 5 năm sử dụng còn nguyên bản, cực kỳ đẹp, đẹp, xuất sắc luôn quý anh chị ạ. Đấy, xe này thì quý anh chị mua về đi gia đình này khá là tiết kiệm. Toàn bộ xe sử dụng động cơ máy dầu nên là cực kỳ tiết kiệm. Sử dụng động cơ máy 2.4. Đây, toàn bộ đầu ba đợt sốc của chiếc xe này, quý anh chị nhìn cái đèn pha này và toàn bộ cái phần mặt ca lăng của cái đèn này và nó sáng và đều. Đấy, đèn pha là bi xi lông nhé, đèn pha của chiếc xe là bi xi lông, rất là sáng và đẹp, xịn sò. Từ cái mặt ca lăng, mạ chrome và toàn bộ biểu tượng Toyota rất là vuông vắn và đều, không bị rạn nứt, không bị đâm xô. Đây, quý anh chị nhìn cái khe hở nó rất là đều này. Đấy, cái khe hở nó khít và đều ở cái phần ba đời sốc. Và cái phần cu lốp đường gần này, nó căng, đẹp. Lốp của chiếc xe đây, toàn bộ lốp thì rất là dày, nên là quý anh chị yên tâm. Xe này thì được trang bị la răng phay. Đấy, toàn bộ la răng này rất là mới, không có trầy xước gì. Đấy, từ các cái tăng bu phanh đều dày và đẹp. Phần đầu của chiếc xe là sắt xi này và khung gầm cam kết là cực kỳ đẹp nha quý anh chị nha, sắt xi cái thứ là nguyên zin. Và các phần bậc lên xuống của chiếc xe này, bậc lên xuống thì không bị chảy xước gì. Đấy, hai bên thành bậc rất là mới. Toàn bộ các cái phần liên sườn, gương gập điện và toàn bộ xin nhan gương. Tay nắm khóa
thứ và vân tay đều hoạt động khá là tốt. Xe được trang bị chìa khóa thông minh để start top. Sơn của chiếc xe nó khá là đều màu nhau đấy quý anh chị ạ. Từ các cái phần phía sau này, đèn hậu này, đèn hậu zin sáng đều đẹp. Và chỉ từ các cái ba đợt sốc phía sau này, cảm biến lùi này, và toàn bộ ba đợt sốc rất là đều và đẹp. Đến camera lùi, cam hành trình đều được trang bị đầy đủ hết. Với phần đầu và phần đuôi xe nó khá vuông và đều. Đấy. Em quay xung quanh xe cho quý anh chị xem. Với cái chất xe mà số tự động một cầu máy dầu và các cái phần sát xi khung gầm của chiếc xe là sơn zin, cu lốp rất là đẹp. Đấy. Không có cắt nối sát xi và toàn bộ sát xi đều sơn zin toàn bộ. Đây, toàn bộ cái phần tay nắm nó rất là bóng và đẹp nhé. Bậc lên xuống bên phụ và bên lái nó rất là đều nhau. Cánh cửa trước và sau này. Đấy, đều khít. Toàn bộ đèn pha, đèn gầm, đèn xi nhan trên gương. Đấy, sáng đều. Kính của chiếc xe thì đều được dán 3M nên là cách tia hồng ngoại và cách ánh nắng mặt trời rất tốt. Toàn bộ kính phía trước đều không rạn nứt và nguyên zin 100%. Kính của Toyota, tất cả kính thì đều là kính của hàng Toyota nhé, không có kính tàu được quý anh chị ạ, và đều theo năm sản xuất của chiếc xe. Chiếc xe Toyota Fortuner cực kỳ mới. Và sau đây em Lợi sẽ quay vào phần nội thất bên trong cho quý anh chị xem. Toàn bộ các cái phần khung cột hèm cánh cửa và táp ly cánh cửa đều nguyên zin và tất cả chưa có bị sơn lại, sơn zin toàn bộ nhé. Nội thất ghế thì được trang bị nội thất ghế da bò, ghế da màu nâu. Toàn bộ xe từ các cái phần chỉ cánh cửa này. Đã. Táp ly cánh cửa nó khá là mới và táp ly ghế da zin. Đã. Lên xuống kính điện này, khóa tổng này, gập gương điện này. Tất cả đều rất là bóng và đẹp đây này. Sơn zin toàn bộ quý anh chị ạ. Móc khóa. Đã. Móc khóa rất là đẹp. Đây. Xe được trang bị ghế lái chỉnh điện nhé. Toàn bộ ghế lái chỉnh điện đang hoạt động khá là tốt. Đấy. Bậc lên xuống của chiếc xe này, toàn bộ bậc lên xuống trải sàn ra, rất là đẹp. Đấy. Cái tấm này của hãng Toyota này, toàn bộ sơn ở lòng trong này zin. Từng con ốc là chưa tháo lắp đâu. Đấy. Ốc cột này, tem mác này. Xe Toyota sản xuất năm 2017 đây. Đấy. Đúng theo năm sản xuất của chiếc xe nhé. Tất cả các khóa ốc này nguyên zin. Cột là zin 100%. Ghế của chiếc xe đây quý anh chị nhìn cái ghế lái này, đường gân nó rất là căng. Toàn bộ các cái phần da này là da zin theo xe nhé. Da dày dặn và không chảy rách gì. Nội thất xe thì rất là đẹp. Với cái thương hiệu của Toyota thì quý anh chị biết rồi. Toàn bộ xe Toyota đi rất là lành. Phụ tùng thay thế phổ thông và trên mọi miền Tổ quốc thì quý anh chị đều thay thế cái giá, mức giá nó rất là bình dân. Đấy. Đây, toàn bộ cái phần táp ly cánh cửa phía sau. Nội thất ghế phía sau đây. Nội thất ghế phía sau này khá là đẹp. Và nguyên zin, không chảy rách gì. Đường gân ghế cực kỳ căng. Trần của chiếc xe này, trần lý nguyên bản từ đầu. Các cái phần bậc lên xuống cột này, khung cột đều zin 100%, sơn zin, tôn vỏ rất là mỏng. Đã, tôn mỏng tan luôn quý anh chị ạ. Nghe tiếng kêu của tiếng tôn này rất là mỏng và không có bả tít. Đã, chứng tỏ chiếc xe là đều và đẹp. Đây là cái phần phía sau của chiếc xe, từ các cái cốp điện này, tem mác cốp điện là nguyên zin và toàn bộ cái phần cốp phía sau là nguyên bản 100%, hai bên đinh bấm đinh dập ốc nguyên zin chưa tháo lắp. Từ các cái hèm đèn, ốc đèn đều là nguyên bản. Nhựa phía sau không chở hàng nên là nó không bị móp méo gì. Da gà da cóc rất là đẹp. Đấy, toàn bộ cái phần trần của chiếc xe đây. Mới. Xe 7 chỗ ngồi Toyota Fortuner. Sản xuất năm 2017, số tự động, máy dầu. Đây, toàn bộ cái phần khung
khung cột bên phụ của chiếc xe này. Đấy, khung cột bên phụ nó rất là đẹp nhá. Từ các phần tóc ly cánh cửa này 100% là nguyên zin. Chỉ cánh cửa là nguyên bản. Bên em Lợi cam kết mang đến cho quý anh chị này toàn bộ kính Toyota nhé. Mang đến cho quý anh chị những chiếc xe ưng ý và hài lòng nhất. Đây, toàn bộ cái phần tì tay này. Tì tay này không chảy xước gì. Vô lăng, củ số nhé. Hộp số tự động đây. Vô lăng, củ số, màn hình, cam hành trình, cam lùi đều đầy đủ được trang bị hết rồi quý anh chị ạ. Xe trang bị hai bóng khí nguyên zin. Đây, toàn bộ các cái ốc này nguyên hết trừ tháo lắp. Tất cả các cái phần trong này sơn zin toàn bộ bóng và đẹp. Ốc khóa bản lề này trừ vặn toàn bộ. Đây, toàn bộ cái phần nội thất phía trước. Tất cả các cái phần táp ly, bóng khí nguyên zin. Bóng khí này, nguyên bản từ đầu. Đây là toàn bộ cái phần máy của chiếc xe nhá. Máy của chiếc xe này, từ các cái ốc tai, ốc đèn này, ốc cabo này, quý anh chị nhìn thấy nó zin không? Đấy, chưa tháo lắp gì, chỉ cabo là nguyên bản nhá. Đấy, tất cả các phần tem mác cabo này, đinh bấm, đinh dập này, nó đều và mới. Đây, ốc phanh ABS, tem mác của nhà máy. Đấy, là tuyệt nhiên là không có đâm xô ở cái phần đầu. Toàn bộ xung quanh xe này, ốc rất chi là đẹp nhé. Ốc chưa tháo lắp đâu, tem mác đầy đủ hết. Bấm dập của nhà máy còn nguyên. Về máy của chiếc xe thì anh em chị em quan tâm nhé. Toàn bộ máy đều nguyên bản và chưa làm lại hơi. Toàn bộ máy rất chi là sáng và đẹp này. Sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên. Các cái phần nhựa nó sáng và đều. Đây là toàn bộ cái phần tiếng động cơ máy đang nổ đây. Máy chạy khá là êm. Động cơ máy dầu. Toàn bộ máy nổ không rung lắc gì. Máy cực kỳ êm đấy quý anh chị ạ. Vâng, sau đây em mời anh chị em cùng toàn thể quý anh chị xem video chạy thử trải nghiệm chiếc Toyota Fortuner cùng với em Lợi nhé. Đây toàn bộ cái phần xe thì đây, củ số này, để start top này. Đây, em ấn đề nổ lên cho quý anh chị xem đây. Đấy, toàn bộ màn hình điều hòa đang hoạt động khá là tốt. Gãy số vô lăng này. Đây, gãy số vô lăng của chiếc xe này. À, toàn bộ tắp ly là không còn báo cái gì, chỉ báo mỗi cái thắt dây an toàn, em chưa thắt dây này. Đây bắt đầu là em khởi động động cơ mà toàn bộ động cơ đã nổ lên. Rất chỉ là êm, vòng tu ga thử này, 2-3 nghìn này. Đấy. Toàn bộ xe thì vào số đây. Đấy. Bắt đầu di chuyển chiếc xe đi, nó đánh lái nó khá nhẹ nhàng này. Xe tăng tốc khá là mượt, với động cơ máy dầu này thì chạy đi khá là tiết kiệm. Em thắt cái dây an toàn vào để cho nó hết kêu này. Để quý anh chị cảm nhận được cái phần động cơ và cái chuyển động với gầm.
Đấy, đồng hồ không còn báo cái lỗi gì nhá. Xe rất chi là đẹp, Fortuner 2017, số tự động, phù hợp cho anh chị em nào mua đi gia đình. Đấy. Đây, tay lái giữ nguyên thẳng này. Đấy. Toàn bộ tay lái giữ nguyên thẳng luôn, nó không bị lệch, toàn bộ hai bên lốp nó đều và lốp mới, đi nó rất là sướng. Phần gầm đi cảm thấy nó chuyển động nó rất là mượt mà. Vâng, đây là em chạy ra cái cung đường nó xấu, nó gọi là ổ gà, ổ voi nhiều, để em kiểm tra cái phần gầm của chiếc xe. Đây, ổ voi đây nhá, và toàn bộ lao thẳng xuống cái phần gầm. Ủa, xe nó nghiêng nhưng mà toàn bộ gầm chắc, không có tiếng kêu gì. Đấy, tất cả chiếc xe đi nó khá là chắc. Anh chị em nào mà có thời gian mời qua địa chỉ cửa hàng em Lợi, 948 đường Quang Trung, để chạy thử trải nghiệm cái chiếc Fortuner 2017 này cùng với em Lợi nhá. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa review giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị các bạn một chiếc Fortuner 2017. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong một video gần nhất.